Thưa quý vị và các bạn, Ân Thi là huyện còn nhiều quỹ đất để phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, thương mại. Để biến tiềm năng này trở thành hiện thực, công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Với cách làm sáng tạo, đi từng ngõ, gặp từng nhà để tuyên truyền, vận động, nên tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chỉ trong ít ngày, huyện Ân Thi đã cơ bản hoàn thành chi trả tiền đền bù hỗ trợ các hộ có đất nông nghiệp thu hồi để làm đường Tân Phúc Võng Phan, một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Hưng Yên. Tại buổi chi trả, nhân dân đều đồng thuận, nhất trí bàn giao đất để dự án sớm được triển khai thi công theo kế hoạch đề ra. Kết quả này đưa Ân Thi trở thành địa phương dẫn đầu so với các địa phương khác về giải phóng mặt bằng đường Tân Phúc Võng Phan đi qua. Mở đường giao thông để tạo điều kiện cho nhân dân chúng tôi đi lại, chúng tôi thấy rằng là rất là phấn khởi và cảm ơn nhà nước, cảm ơn tỉnh Hưng Yên đã chú trọng mở đường cho chúng tôi ở cái nơi xa xôi như thế mà đi lại được thuận lợi. Nhân dân đồng thuận rất cao và cũng mong muốn là cái chủ trương này ấy, các cấp, các ngành có liên quan quyết tâm làm sao làm càng sớm càng tốt để nâng cuộc sống của người dân xã Văn Nhuệ cũng như là thôn Anh Nhuệ chúng tôi. Để chạy việc trong giải phóng mặt bằng, huyện Ân Thi huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện phân công công việc cụ thể cho từng thành viên, từ lãnh đạo nhân viên các phòng ban trong huyện đến chính quyền địa phương có đất thu hồi. Cùng với đó, mỗi cán bộ đảng viên đều là một tuyên truyền viên tích cực về công tác giải phóng mặt bằng tại khu dân cư nơi mình sinh sống. Tổ chức triển khai quán triệt từ ban chấp hành và họp hội viên, cho nên là cái dự án đường Tân Phúc Võng Phan này nói riêng thôi, nhưng mà đến bây giờ đối với xã Nguyễn Trãi chúng tôi thực hiện 6 cái dự án thu hồi đất và đều đồng thuận 100%. Ân Thi là huyện còn nhiều dư địa để phát triển vì có quỹ đất nông nghiệp tập trung thành những vùng rộng lớn, cộng với công tác giải phóng mặt bằng tốt là cơ sở để địa phương sớm biến tiềm năng trở thành hiện thực.